Rất vui mừng được gặp lại các bác trên kênh YouTube của Hoàng Anh Âm Thanh. Buổi sáng hôm nay thì bên em có về được 5 chiếc đẩy DBK FP10000Q. Thì cũng rất là mừng bởi vì cái lô đẩy này thì em có đặt từ trước Tết. Tuy nhiên thì hôm nay mới về cái nhà. Bởi vì là đây là cái dòng đẩy mà em có mua ở theo một cái dàn súp kép. Súp kép của bên Trung Quốc người ta làm sự kiện ấy. Thì tuy nhiên là súp nó cái thời điểm đó thì cái chi phí vận chuyển về nó quá cao nên là em chỉ lấy mình đẩy. Và với dòng đẩy này là một dòng đẩy công suất rất là khủng các bác nhá, một dòng đẩy công suất rất là khủng. Thì với cái mã FP10000Q này thì mọi người có thể là nhìn thấy ở hầu hết rất là nhiều những cái thương hiệu khác người ta có thiết kế những cái mạch cái này. Tuy nhiên thì cái như dòng đấy mới bây giờ người ta đặt linh kiện người ta cũng có sử dụng cái mạch FP10000Q. Tuy nhiên thì về cái công suất và về cái gọi là cái chất lượng thì nó sẽ không bao giờ sánh bằng những cái hàng bãi chính hãng này được. Đây là mặt phay nhôm các bác nhé, mặt phay nhôm đen này. Đó, bố trí được 4 kênh. Đây là dòng đẩy 4 kênh và công suất của nó là 1300W một kênh ở 8 ohm. Đó, 4 kênh này là mỗi một kênh là 1300W các bác nhé. Nên các bác đánh súp kép rất là vô tư. Và anh em đánh full đôi súp kép. Con này nó hiệu suất rất là cao, rất là mạnh mẽ. Và còn riêng với cái dòng mạch FP này thì nó lại được bảo vệ rất là nhiều. Rất là nhiều nên là mọi người hoàn toàn yên tâm với cái dòng đẩy này. Đó, mọi người nhìn đấy, đây là cái nguyên bụi bã nhá, đây là em vừa bóc ra thôi. Vừa bóc ra và bụi bã đang còn này. Đó, cái bụi bã này. Và tất nhiên là khi mà bán ra cho mọi người, trước khi gửi đi cho mọi người thì tất cả những cái bo này em đều phải vệ sinh lại hết, quét dọn vệ sinh lại hết tần tật các bác nhá. Để nó chống ẩm và sau đó phơi sấy nữa. Để khi mà chúng ta có thể là khi chúng ta mang về chơi thì chúng ta sẽ yên tâm hơn, đó là chắc chắn. Bởi vì là nếu mà để nguyên cái này gửi các bác thì cũng được thôi, nhưng mà về thời gian dài thì chắc chắn là sẽ có vấn đề. Bởi vì là những cái bụi như này nó đã bị ẩm rồi, nó sẽ có cái hiện tượng bị ẩm, nhưng khi chúng ta chơi thì nó sẽ không được an toàn. Về cái dòng này thì đó, công suất là 1300W một kênh ở 8 ohm thì mọi người chơi phun đôi súp kép rất là vô tư. Và dòng này là nguồn xung các bác nhé, cửa lát TD. Đó, đây nó chỉ có bấy nhiêu con sò thôi. Đây là 4 vị công suất này là 4 vị rời các bác nhá. Mỗi một vị là như thế này đây. Đó, khi chúng ta nhấc nó ra thì mỗi một vị công suất nó sẽ như này. Đó, 1 2 ở dưới 2 là 4. Đây là hàng chính hãng của DBK các bác nhá, hàng chính hãng của DBK. Nên là cái dòng này thì hàng xịn nên là về cái chất lượng của nó thì chúng ta khỏi phải bàn đi. Tụ này 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đó, 1 2 14 14 con tụ. Ở trong đó thì có 10 con tụ là 160V, điện áp rất là cao các bác nhé. Tụ for 160V. Ở bên đây là con tụ 200V, 4 con 200V. Đó, mọi người nhìn 4 con 200V đấy này. Nên là cái đây là nguồn, đây là phần nguồn. Để chúng ta hay thường gọi nó là được bao nhiêu con sò một cái nguồn to như cái đít bát mà bán cao quá. Vâng, thực tế thì con này thì nếu mà những anh em làm sự kiện ấy thì chúng ta chỉ cần một con đẩy này, chúng ta có thể là đánh được rất nhiều loa rồi, hoặc chúng ta thao hồ chúng ta phối ghép. Nó rất là tiện, rất là gọn nhẹ. Với con đẩy này nó chỉ có 10 mấy ký thôi. Cái con đẩy này chỉ 10 mấy ký thôi các bác nhá. Còn nếu mà những gặp phải những con đẩy mà nguồn cơ mà với công suất này thì chắc chắn là anh em phải hai người khiêng rất là mệt. Đó, đây quạt này, 4 con quạt. Và quạt này thì nó sẽ là nó sẽ tự tự động gọi là tăng giảm cái tốc độ quạt các bác nhé. Tự động tăng giảm tốc độ quạt để mà quý vị có thể là mọi người ghép như này, có thể là ở một kênh mọi người sẽ đánh súp kép. Còn các kênh còn lại các bác đánh loa nhỏ hơn thì cái quạt đánh súp kép này nếu mà nó nóng thì nó sẽ quay nhanh hơn những quạt còn lại. Đó, nó sẽ tự động điều khiển cái tốc độ quay của cái quạt này nhá. Để làm sao nó phù hợp để cho cái nhiệt độ ở trong của cái máy này nó luôn được ổn định. Đó. Dây điện. Từ cái những cái dây mọi người nhìn nó làm rất là chất. Nó quá cứng luôn. Và đây. Đây là cái dây vào để chúng ta bật nguồn đây. Nó chặt được có một cái gen gen nhiệt thế này các bác nhé. Nói chung là cái con này cái bụi bãi nó còn nguyên thế này. Tuy nhiên là về mặt về linh kiện nó còn rất là ok nhá. Cái này thì mọi người chỉ còn cái này thì lấy bàn chải đánh và xịt đi sạch sẽ, nó sấy khô thì nó rất là ok rồi, nó còn rất là đẹp đấy. Tất cả linh kiện nó đang còn rất là đẹp, nó chưa có một cái hiện tượng gì gọi là xuống cả. Đây chỉ là bụi bãi thôi. Và đây là em đưa lên đây là vừa bóc hàng ra và em quay luôn, đây là nguyên bụi bãi các bác nhá, chứ còn không phải là cái hàng để mà hun khói hay cái gì hết.
À, sò tất cả nó sử dụng là sò NJWK đó, sò NJWK đây, dàn sò đây, và lật lên vỉ dưới cũng thế các bác nhé, lật lên vỉ dưới cũng thế nhá. Đây là cái dòng Class TD nên hiệu suất làm việc rất là cao. Đằng sau thì đường vào chúng ta sẽ có là 1 này, ABCD và đường ra output nên nó cũng vậy nhá. Và chúng ta có thể là bờ rai kênh AB hoặc là kênh CD được, để chúng ta có thể là chúng ta đánh những cái công suất nó lớn hơn đấy, chúng ta muốn tận dụng thì chúng ta có thể là bờ rai AB hoặc là CD lại với nhau nhá. Nên là cái dòng này thì mọi người chơi xúc kép thứ thì quá vô tư rồi, anh em tao hồ phối kép. À, tất cả những cái dàn đồng ở trong nó này, đồng tán nhiệt của nó này, mọi người ở trên cái vỉ suất mọi người nhìn thấy rất là xịn nhá, nó vàng chóe thế này luôn đó, theo năm tháng rồi. Tuy nhiên thì nó còn rất là ok. Và đây là cái bảng, chúng ta gọi là cái bảng điều khiển tín hiệu. Thì cái này thì em sẽ phân tích ở trong một cái video sau để mọi người có thể hiểu hơn, để chúng ta sử dụng những cái nút gạt như này. À, thực tế thì nó cũng không có gì là phức tạp cả, chỉ có là cái mức điện áp các thứ cùng thôi. Thì cái này thì em sẽ làm một cái clip chi tiết sau để mọi người, vì là rất nhiều anh em vẫn hỏi em là không biết mấy cái nút gạt này nó có tác dụng gì. Thì nó chỉ là, chính xác thì đây nó chỉ là một cái bảng điều khiển, các bác nhé, bảng điều khiển này. Cái này chúng ta sẽ trao đổi với nhau ở một cái video khác. Rồi, ok. Thì với con đẩy như thế này nhá, với một con đẩy như thế này, bao zin, bao sạch, bao đẹp, bao đánh khỏe cho anh em, đánh xúc kép anh em, cứ thế nào xúc kép anh em vả. Và giá em bán ra thì giá sẽ là 12.500.000 cho một con đẩy DBK FP10.000 Queen các bác nhé. 12.500.000 thì có thể là anh em sẽ so sánh với hàng mới, tuy nhiên em cam kết với các bác đây là hàng bãi xịn, và với những cái dòng đẩy công suất mạnh như thế này thì tại thị trường nội địa Trung Quốc người ta vẫn bán lại cho nhau, người ta vẫn bán và nó tiêu thụ tại thị trường nội địa, và nên là giá nó rất là cao các bác nhé, giá nó rất là cao mà nó không hề rẻ. Với 12.500.000 thì mọi người sẽ sở hữu được một trong những cái dòng đẩy cho cái công suất mạnh mẽ nhất, hiệu suất làm việc tốt nhất và cái độ bền nó rất là ok, bởi vì con này cái mạch bảo vệ nó thiết kế rất là nhiều mạch bảo vệ để chơi hiệu suất cao mà an toàn này các bác. Thì các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ với Hoàng Anh Âm Thanh theo số điện thoại 0908 913171. Mọi người xem video thì nhớ cho Hoàng Anh Âm Thanh xin một like và nhớ đăng ký kênh mỗi khi mà mọi người xem xong và chưa đăng ký. Một lần nữa xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.